Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Mua Linh Kiện. Ở video này, mình xin giới thiệu các bạn hai loại đồng hồ. Một là đồng hồ kim DE360TRE. Loại thứ hai là đồng hồ số DT9205M. Mình sẽ giới thiệu về ưu nhược điểm chung của hai loại đồng hồ kim và đồng hồ số. Thứ hai là giới thiệu các bạn cách sử dụng hai loại đồng hồ này. Bởi vì trong ngành điện tử nói riêng, việc sử dụng đồng thời cả hai loại đồng hồ, thành thục cách sử dụng của chúng sẽ đạt được kết quả công việc rất là cao. Bởi vì mỗi loại đồng hồ đều có ưu và nhược điểm riêng, cách đo cũng như hiển thị kết quả sẽ có sự khác nhau. Đầu tiên, về ưu nhược điểm của đồng hồ kim thì sẽ đo được nhanh hơn, hiển thị kết quả nhanh hơn do sử dụng cơ cấu chỉ thị là cơ. Việc đo được nhanh hơn thì cũng dẫn đến nhược điểm lớn, đó chính là sai số lớn hơn. Các loại đồng hồ số thông thường sai số của đồng hồ kim khoảng cộng trừ 3%. Về đồng hồ số thì sẽ có nhiều chế độ đo, hiển thị kết quả thì lâu hơn so với đồng hồ kim do cần thời gian delay để hiển thị lên LCD. Nhưng nhược ưu điểm của đồng hồ số đó là hiển thị kết quả chính xác hơn đồng hồ kim và chúng ta dễ đọc giá trị hơn, bởi vì kết quả hiển thị dạng số. Còn đồng hồ kim, như các bạn thấy, chúng ta cần phải nhìn vạch và ước lượng giá trị, dẫn đến kết quả cuối cùng chúng ta đọc sẽ có sai số. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cả hai loại đồng hồ này. Mình sẽ đo điện áp, dòng điện, cách đo giá trị trở, đo thông mạch, vân vân. Đầu tiên thì mình sẽ đo điện áp xoay chiều. Để đo được điện áp xoay chiều, đầu tiên các bạn bật nút nguồn, màn hình sẽ sáng, chỉnh thang đo về giá trị xoay chiều. Ở đây điện áp xoay chiều có các giá trị 200mV, 2V, 20V, 200 và 700V. Thông thường điện áp xoay chiều điện dân dụng sẽ có giá trị 220V, cho nên mình sẽ vặn giá trị max là 700V. Như các bạn thấy, giá trị điện áp cần phải thay đổi một khoảng thời gian, sau đó mới đạt được giá trị ổn định là 219V. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng đồng hồ kim để đo được điện áp xoay chiều. Các bạn chỉnh thang đo trong khoảng này là để đo điện áp xoay chiều. Các bạn thấy các dòng chữ màu đỏ trong khoảng đỏ này. Các bạn để ý ở nút vặn này có nút lõm là để chỉ về giá trị của điện áp. Mình sẽ vặn lên để thang là 250. Như các bạn thấy, điện áp lúc này khoảng 210V, sai số lớn hơn so với điện đồng hồ số, nhưng hiển thị kết quả lại nhanh hơn. Tiếp theo, mình sẽ đo điện áp một chiều. Ở đây mình sử dụng adapter loại đầu vào là 100-220V, đầu ra là 12V 2A. Để đo được điện áp một chiều, các bạn chỉnh thang đo về một chiều
mình để giá trị mắc là 20V một chiều. Ở giác nguồn này, các bạn lưu ý dây đỏ là dương, các bạn cắm vào bên trong. Như các bạn thấy, điện áp đo được là 12,42 hoặc 12,43V. Tiếp theo là đồng hồ số. Mình sẽ vặn với mức 50. Như bạn thấy, kết quả ở đây tầm 10, xấp xỉ 13V. Tiếp theo mình sẽ đo, hướng dẫn các bạn cách đo giá trị của điện trở. Ở đây mình đã chuẩn bị một túi điện trở. Đầu tiên các bạn chỉnh thang đo về điện trở có ký hiệu là ohm ở đây, để mức thông thường, để mức đo ở giá trị thấp nhất. Nếu chưa hiển thị được kết quả, chúng ta sẽ điều chỉnh thang đo lớn lên, lớn dần. Như các bạn thấy, giá trị điện trở lúc này là 72,7 ohm. Để đo được giá trị ohm, các bạn chỉnh thang đo về đây. Các bạn có thể để nhân 1, nhân 10, nhân 100 hoặc 1000 vân vân. Mình sẽ chọn để nhân 10. Các bạn thấy giá trị điện trở lúc này rơi vào khoảng 65, 66 ohm. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra xem led còn sống hay không. Bằng cách các bạn chỉnh thang đo và đồng hồ kim về thang đo ohm để giá trị x1, giá trị thấp nhất. Các bạn lưu ý, dây đen là dây âm của đồng hồ, các bạn nối với dây dương của led, chân dương của led. Còn dây dương của đồng hồ nối với chân âm của led. Như các bạn thấy, đồng hồ đã sáng. Đồng hồ led đã sáng, chứng tỏ led còn hoạt động bình thường. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng đồng hồ số để kiểm tra con led này. Để kiểm tra led sống hay không, các bạn điều chỉnh thang đo về nút có hình nút nhạc và diode. Chức năng này để kiểm tra led cũng như diode hoặc kiểm tra thông mạch. Các bạn lưu ý, chân dương của led sẽ đấu với dây đỏ của đồng hồ. Các bạn thấy đèn led đã sáng.
Một điểm nổi bật của đồng hồ số đó chính là chức năng kiểm tra thông mạch. Kiểm tra thông mạch của đồng hồ số sẽ báo bằng còi chip, do đó chúng ta chỉ cần nghe, không cần kiểm tra, không cần nhìn xem màn hình hiển thị giá trị như thế nào. Như các bạn thấy, mình kiểm tra thông mạch của sợi dây này, nếu dây thông, còi chip sẽ kêu và có một đèn LED sáng ở đây. Như các bạn đã thấy, như vậy là mình đã giới thiệu xong hai loại đồng hồ này cũng như các chức năng ưu nhược điểm riêng của chúng, để các bạn có thể có sự lựa chọn cách chọn đồng hồ sao cho phù hợp với các bạn nhất. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn thành công.